chưa cả em. Tôi vẫn nghĩ chưa gặp em. Đổi giờ đổi chị phải không?
anh vẫn nghĩ rằng là rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Nhưng hỡi ơi, có một lần nào đó chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng nhưng gặp em rồi, anh thấy cuộc đời nó làm sao khổ thế. Cảm ơn Giang. Em nói lại với anh Đình đi. Ở giữa một sa mạc nắng cháy thiếu nước khát khao, có người nàng thiếu nữ cầm ca đi tìm từng giọt nước này. Giọt nước mắt hay giọt mồ hôi hay là giọt nước để cho nàng tiếp tục sống để yêu đời. Kính thưa quý vị, với nhịp thấp trong nhà cổng kiếm cầm ca.